Loại phụ gia được ví như chất ngọt chết người, có độ ngọt gấp vài trăm lần đường cát, giá thành rẻ. Đường hóa học được nhiều cơ sở kinh doanh đồ ăn uống ưa dùng mà không quan tâm tới tác hại khó lường từ chất tạo ngọt này. Đường hóa học là loại phụ gia được sử dụng rất phổ biến. Hiện nay, trên thị trường loại đường hóa học thông dụng được nhiều người chuyên bán đồ ăn ưa dùng. Trên bao bì các loại này không hề ghi thành phần, nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm. Hạt đường này to gần bằng hạt đậu xanh, được người bán quảng cáo là có độ ngọt gấp 500 lần đường cát bình thường. Loại đường này được sử dụng phổ biến để làm bánh kẹo, nước ngọt, chè, sâm lạnh, sữa đậu nành. Tại các quán cơm người ta vẫn dùng loại đường này để nấu nướng cho rẻ, đem lại lợi nhuận cao hơn nhiều so với sử dụng đường mía. Thạc sĩ Bùi Thị Minh Thủy, giảng viên khoa công nghệ hóa học và thực phẩm, Đại học Nguyễn Tất Thành, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các loại đường thường sử dụng cho gia đình được lấy từ những loại rau củ quả trong tự nhiên như mía, củ cải, mật ong, vừa tạo vị ngọt tự nhiên, vừa cung cấp năng lượng cho cơ thể. Đường tự nhiên sau khi hấp thụ vào cơ thể được chuyển hóa thành gluco nên an toàn và không gây hại cho sức khỏe với người bình thường. Tuy nhiên, các loại đường hóa học chỉ tạo vị ngọt, không có trong tự nhiên, không có giá trị dinh dưỡng và không chuyển hóa được, thường được dùng trong điều trị cho những người bệnh thừa cân hay đái tháo đường. Có tới 500 loại đường hóa học, trong đó chỉ một số loại được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm với giới hạn tối đa và có quy định rõ ràng, gồm mannitol, acesulfam kali, aspartam, yum o, saccharin và các muối na, ca của nó, sorbitol, sucralose. Trên thị trường hiện nay tồn tại rất nhiều chất tạo ngọt tổng hợp không được phép dùng. Một trong những loại đường hóa học bị cấm được sử dụng nhiều nhất là sodium cyclamate. Nhiều người bán hàng chuộng sử dụng đường hóa học vì giá thành rẻ hơn rất nhiều so với đường mía thông thường. Các nhà sản xuất sử dụng cyclamate vì hai yếu tố. Nó ngọt gấp 500 lần đường mía, nhập khẩu chủ yếu từ biên giới phía Bắc. Giá thành hạ, phí vận chuyển thấp, mang lại lợi nhuận hấp dẫn. Tuy nhiên, theo thạc sĩ Bùi Thị Minh Thủy, chất tạo ngọt cyclamate vào cơ thể được vi khuẩn trong ruột chuyển thành mono hay dicyclohexylamin là chất có thể gây ung thư gan, thận, phổi, dị dạng bào thai trên thực nghiệm. Cùng quan điểm trên, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Thực phẩm Đại học Bách Khoa cho hay các loại đường hóa học sẽ gây hại cho sức khỏe người nếu như không dùng đúng hàm lượng cho phép. Tuy nhiên, các chất này không gây hại ngay lập tức mà sẽ tích tụ trong nội tạng, đến một thời điểm nhất định sẽ gây bệnh, thậm chí là cả ung thư. Cách nhận biết thực phẩm có đường hóa học. Một điểm nguy hiểm là loại đường này rất dễ hòa tan trong nước, không màu, không mùi nên rất khó phát hiện. Tuy nhiên, khi ăn phải thực phẩm có đường hóa học, thường sẽ cảm nhận được vị ngọt gắt, hơi chát và hơi đắng. Vì vậy, người bán thường dùng thêm đường mía khi chế biến để thực phẩm được ngọt, ngon hơn và đỡ đắng. Đường hóa học tạo vị ngọt lợ sau khi ăn, đặc biệt là khi uống nước lúc nào cũng đọng lại vị ngọt trong miệng. Tác hại khi dùng đường hóa học. So sánh công dụng làm ngọt giữa đường hóa học và đường cát. Một số loại đường hóa học có tác hại nhất định đến cơ thể con người. Nếu thai phụ thường xuyên ăn nhiều đường hóa học, sẽ gây kích thích niêm mạc đường ruột, suy giảm chức năng tiêu hóa, gây rối loạn tiêu hóa và trở ngại cho sự hấp thụ chất dinh dưỡng, đồng thời có thể gây hại tới chức năng thận. Đối với trẻ em, đây là lứa tuổi đang cần bổ sung năng lượng và chất dinh dưỡng để phát triển trí não và chiều cao nên việc sử dụng đường hóa học nhiều sẽ kìm hãm sự phát triển của trẻ, thậm chí sinh ra bệnh tật hay suy dinh dưỡng hoặc trí não không phát triển bình thường. Bên cạnh đó, chức năng thải độc của gan, thận của trẻ em đều kém nên các hóa chất này sẽ tích lũy lại. Một số trẻ tự nhiên biến ăn bởi những chất ngọt dẫm cản trở khả năng hấp thu protein, sắt, kẽm khiến trẻ chậm lớn. Để bảo vệ sức khỏe cho gia đình mình trước thực trạng đường hóa học được buôn bán và sử dụng tràn lan trên thị trường, người tiêu dùng cần sáng suốt trong việc lựa chọn thực phẩm, thức uống hàng ngày. Hạn chế sử dụng thực phẩm bỏ hộp, nước uống đóng chai. Thay vào đó nên ăn những thực phẩm tươi sống, uống nước ép từ trái cây tự nhiên để đảm bảo cho cơ thể vẫn cung cấp đầy đủ năng lượng, dinh dưỡng mà lại an toàn cho sức khỏe. Ha ha ha, 问什么的说